Mua nít liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming cùng Toại. Tinh tế, hôm nay chúng ta sẽ đến với số tiếp theo, số thứ 56 của series Hỏi Đáp Gaming. Toại thì vẫn sẽ cùng với anh em, chúng ta sẽ cùng với nhau ngồi đây cùng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến game mobile, game PC, game console, những cái thông tin game mới nhất và hấp dẫn nhất dành cho anh em. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên trong số Hỏi Đáp ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi có khoảng tầm hơn 100 bạn hỏi mình trong cái số hỏi đáp trước đó và những cái video gần đấy, một câu hỏi rất là nhiều anh em quan tâm. Bạn Hoàng Khôi có hỏi là anh ơi, game Flight Simulator nó không có đảo Trường Sa và đảo gì ý, tức là đảo Hoàng Sa, nó không hiện ra, em đã tìm trong bản đồ của game không thấy, anh có thể giải thích lý do được không ạ? Mong anh trả lời. Rồi, thay luôn cái background cho nó yêu nước này. Đầu tiên mình sẽ trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của một người Việt Nam, một người rất là yêu nước, một công dân Việt Nam. Mình cực kỳ yêu nước và mình khẳng định luôn Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam anh em nhá. Cái thứ hai mình cũng sẽ trả lời trên quan điểm của một người chơi game. Mình đã tải game này về rồi, mình đã trực tiếp trải nghiệm rồi và mình cũng đã bay thử ra ngoài cái Trường Sa và Hoàng Sa xem rồi. Không có tên thật, không có nhiều đảo, chỉ có một hòn đảo duy nhất ở hai quần đảo này thôi. Và mình cũng sẽ trả lời theo quan điểm của một người đang làm trong lĩnh vực làm game ở Việt Nam. Cái lý do mà khiến cho Microsoft họ không đưa Trường Sa và Hoàng Sa vào trong cái tựa game này, nó liên quan đến vấn đề chính trị. Bởi vì sao nó sẽ như thế này này. Đầu tiên các bạn phải hiểu Microsoft họ là ai. Họ là một cái công ty làm game, công ty trung gian thôi. Họ không có cái quan điểm chính trị nào, đứng về bên nào cả, được chưa? Và không chỉ Microsoft đâu mà tất cả những công ty game trên thế giới này và tất cả những tựa game làm ra, cái mục tiêu quan trọng nhất của người ta là gì? Là lợi nhuận, là kiếm tiền, làm sao kiếm được nhiều tiền nhất có thể và họ làm sao để né tránh chính trị nhất có thể. Họ không đứng về bên nào cả, được chưa? Hiện tại thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái tình hình chính trị cũng như là cái lịch sử và cái địa lý của hai quần đảo này. Thì Trường Sa và Hoàng Sa là hai hòn đảo Việt Nam tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và mình cũng tuyên bố luôn là chủ quyền của Việt Nam, được chưa? Tuy nhiên thì đây đang là hai quần đảo nằm trong vùng tranh chấp của rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và cả Trung Quốc. Đối với đảo Hoàng Sa thì Trung Quốc chiếm gần như là chiếm toàn bộ rồi, đúng không? Đúng chưa? Đảo Trường Sa thì Việt Nam chiếm một ít, Trung Quốc một ít còn lại đó là của Philippines và của cả Malaysia nữa, tức là rất nhiều quốc gia đang tranh chấp chủ quyền trên hai hòn đảo này. Và Microsoft họ là người đang đứng trung gian, họ không đứng về bên nào cả, họ không công bố cái chủ quyền nào cho bên nào cả. Và cái cách giải quyết của họ là không đưa cái quần đảo này vào, không đưa cái tên này vào. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn sẽ trả lời tại vì sao Microsoft không đưa cái tên quốc tế của hai hòn đảo này vào. Thì đây cũng là một cái phương án rất hợp lý. Cái tên quốc tế của quần đảo Trường Sa đó là Spratly Island, đúng không? Còn đối với quần đảo Hoàng Sa nó là Paracel Island. Thì đây là hai cái tên quốc tế, được chưa? Nó không phải là tên của thuộc bất kỳ cái quốc gia nào cả, mà cái tên này là thế giới công nhận, là Liên Hợp Quốc công nhận, đó là tên quốc tế của hai cái quần đảo này. Như vậy thì mình hiểu cái lý do mà Microsoft họ loại bỏ tên của hai quần đảo này khỏi cái bản đồ Bing Map trong Flight Simulator 2020. Đó chính là việc tránh các vấn đề liên quan đến chính trị, đến tranh chấp bản quyền. Bởi vì sao? Bản thân chúng ta tuyên bố bản chủ quyền với Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng trên thế giới chúng ta có những nước là ủng hộ chúng ta, nhưng vẫn có những quốc gia họ không công nhận, không ủng hộ điều đó, đúng không? Họ vẫn có những quốc gia họ ủng hộ Trung Quốc. Cái đó là cái tình hình thực tế chính trị hiện tại. Và để tránh tất cả những cái tranh chấp đó, cái làn sóng phản đối gay gắt đó, họ không đưa tên là Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Họ cũng không đưa tên là Tam Sa của Trung Quốc theo như Trung Quốc gọi đối với quần đảo là Hoàng Sa vào. Và họ không đưa tên bất kỳ cái tên nào khác, loại hoàn toàn ra luôn. Tuy nhiên cái quan trọng ở đây nữa đó là chúng ta có nên phản đối cũng như là tẩy chay Flight Simulator 2020 hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Đối với cá nhân mình sẽ không tẩy chay. Bởi vì sao? Mình đã tải về chơi, mình đã trải nghiệm và mình thấy nó hay. Và cái quan trọng nữa là không phải chúng ta ghét thì chúng ta tẩy chay. Nếu các bạn hỏi mình có ghét Trung Quốc hay không? Có. Các bạn hỏi dân Việt Nam có ghét Trung Quốc hay không? Có. Nhưng chúng ta có tẩy chay Trung Quốc hay không? Không. Chúng ta vẫn giao lưu buôn bán, mở cửa khẩu bình thường tất cả mọi thứ, đúng không? Trên đời này không phải cái gì ghét cũng là tẩy chay. Cái quan trọng ở đây là gì? Điều này nó nhắc lại một cái việc mà mình đã nhớ. Tức là cách đây khoảng tầm hơn 5 năm về trước thì bản đồ Google Maps đã có một cái sai sót khi mà họ đưa cái tên, cái không đưa tên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, họ lấy cái tên của Trung Quốc. Và khi đó chúng ta có một cái làn sóng phản đối rất mạnh mẽ buộc Google Maps họ phải đổi cũng như là trả lại tên quốc tế của hai quần đảo này cho Việt Nam. Và mình mong muốn là đối với cái tựa game Flight Simulator 2020 này thì chúng ta cũng sẽ hành động một cách tỉnh táo tương tự như vậy.
tẩy chay nó không giải quyết được vấn đề gì cả, được chưa? Quan trọng nhất là chúng ta làm sao để lấy lại được, và chúng ta phải đưa lại cái tên, ít nhất là cái tên quốc tế, hai cái tên của hai quần đảo đấy vào trong game, thì đó là cách giải quyết hợp lý nhất. Rồi, và mình sẽ đến với câu hỏi số 2 trong số hồi đáp ngày hôm nay, là câu hỏi rất hay của bạn Huy PLP. Bạn hỏi là: anh ơi, vì sao Death Stranding Game là game độc quyền của PS4 mà sao nó lại được đưa lên Steam vậy ạ? À, Death Stranding Game đúng không? Con game này thì được phát hành độc quyền trên PS4 vào tháng 11 năm 2019, tức là cách đây khoảng tầm gần 1 năm. Và cách đây khoảng tầm 1 tháng thôi, 1 tháng trước thôi thì con game này chính thức được đưa lên nền tảng Steam của Valve đúng không? Thì vì đó là Death Stranding Game, nó thuộc cái con game gọi là độc quyền có thời hạn. À, các bạn sẽ thấy là có những con game ra mắt thì cả đời nó chỉ phát hành trên một cái nền tảng, có thể là đó là trên Steam, có thể đó là trên cái store của Epic Game, hoặc đó có thể là trên PS4 hay là trên Xbox One, và các bạn sẽ không thể tìm được bất kỳ trên một cái nền tảng nào khác, thì đó được gọi là độc quyền vô thời hạn, hay còn gọi là độc quyền vĩnh viễn. Ngoài ra thì chúng ta có một cái thể loại game độc quyền khác, đó là độc quyền có thời hạn, tức là trong cái giai đoạn đầu tiên nó được phát triển được phát hành trên cái nền tảng này, nhưng sau một bao nhiêu tháng đấy, bao nhiêu năm đấy thì nó được đưa lên các nền tảng khác, thì đó gọi là độc quyền có thời hạn. Thì Death Stranding Game thì là một cái tựa game độc quyền có thời hạn là như vậy. Và lý do tại vì sao thì các bạn cũng dễ hiểu rồi. Cái chuyện này là cái chuyện mà họ muốn tiếp cận với nhiều người dùng hơn đúng không? Một cái công ty game hay là một con game được làm ra, cái mục tiêu cuối cùng là gì? Là doanh thu, là lợi nhuận, quan trọng nhất nó vẫn là điều đó đúng không? Tiếp cận được càng nhiều người trên càng nhiều nền tảng, tức là họ sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn, mang về nhiều tiền hơn. Thì cái này là do cái look deal của cái nhà phát triển game và cái chủ sở hữu của cái nền tảng phát hành game mà thôi. Cái này thì đó là việc giữa hai bên họ hợp đồng với nhau như nào, đó là độc quyền có thời hạn hay là độc quyền vô thời hạn đấy. Mình sẽ đến với câu hỏi thứ 3, cũng là câu hỏi rất hay, câu hỏi của bạn Tuấn Phan. Bạn hỏi là: anh Toại ơi, tại sao các dòng game Java bây giờ lại không có phát triển như thời 2011 đến 2015? À, câu hỏi này chắc mình nhớ về một cái thời mà mình chơi game rất là nhiều tựa game Java trên những con Nokia hình chiếc lá N7610 hay là Nokia X201, con bàn phím rất là VIP thời điểm đấy. Rồi, thì cái việc mà game Java nó chết, đó là cái quy luật tất yếu của dòng chảy tự nhiên mà thôi. Bởi vì sao? Các bạn sẽ để ý là game nó sẽ đi song hành, đi cùng với công nghệ. Công nghệ nó càng phát triển thì game cũng phải phát triển theo. Và cái câu chuyện của Java nó nhắc mình nhớ tới câu chuyện của Nokia. Trước đây thì Nokia rất là thịnh hành đúng không? Với cái nền tảng Symbian. Tuy nhiên thì sau đó Symbian nó không thể cạnh tranh lại được với Android của Google hay là iOS của Apple nữa. Và rõ ràng là Symbian nó chết thì Java nó cũng tương tự như vậy. Các bạn sẽ thấy là hiện tại đúng không? Những cái công nghệ hiện tại nó phát triển rất là mạnh. Cái cấu hình của PC, của mobile nó đã là quá là mạnh rồi. Những con chip, những cái hiệu suất nó nâng lên rất là cao. Và khi đó nó đòi hỏi là gì? Game thủ chúng ta cũng sẽ có cái thị hiếu là chơi game nó phải đẹp hơn, nó phải hấp dẫn hơn, nó phải bắt mắt hơn, nó phải là 120fps, nó phải là khung hình bao nhiêu đó, nó phải là nịt mắt đúng không, hay là nó phải có ray tracing tùm lum tùm la thứ đúng không, quan trọng là nó phải VIP. Và cái Java game này nó không đáp ứng được cái đó. Java game là gì? Là những tựa game đơn giản, dễ lập trình này đúng không, dễ chơi này, đồ họa nó cơ bản đúng không, không có quá là cao cấp, dễ tải về và cái dung lượng nó cũng thấp. Và cái thị hiếu bây giờ người ta không thích nữa, đơn giản là vậy thôi. Công nghệ nó phát triển nhưng Java nó không phát triển theo. Bây giờ nó có, chúng ta có gì? Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 mới được giới thiệu đúng không? Hay là Unity, những cái nền tảng làm game rất là lớn, rất là nổi tiếng. Và nó cho ra được, quan trọng nhất là nó cho ra được những cái tựa game đáp ứng được cái thị hiếu của game thủ. Đó là những tựa game đỉnh cao, game bom tấn. Thì Java nó đơn giản chỉ là những cái tựa game dễ chơi, dễ trúng thưởng. Thì và bây giờ thì nó không còn phù hợp với cái thị hiếu bây giờ nữa. Nó không còn phù hợp với cái dòng chảy nữa thì nó chết, đó là chuyện đương nhiên. Đấy. Nhưng mà dù sao thì bạn hỏi nó cũng nhắc mình nhớ tới một thời kỳ đam mê của mình với những con Nokia bàn phím thời điểm đấy. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hồi đáp ngày hôm nay, là câu hỏi của bạn Tâm Phạm. Bạn hỏi là: vi sinh là gì mà sao game nào cũng có dậy? À vậy đúng không? À, vi sinh một cái khái niệm nó vừa liên quan đến game vừa liên quan đến công nghệ. Rồi mình sẽ giải thích cơ bản về cái vi sinh dần cho anh em này. Thì thực ra vi sinh nó là một cái từ viết tắt ghép liền giữa hai cái cụm từ, đó là vertical synchronization. Nó là dịch một cách đơn giản ra có nghĩa là gì? Tức là đồng bộ hóa FPS. Nghĩa là sao? Cái này thì giải thích ra nó sẽ hơi dài dòng, thành ra mình sẽ nói một cách đơn giản nhất, ngắn gọn nhất cho các bạn dễ hiểu nhá. Thì thường khi các bạn chơi game đúng không? Thì có hai cái rất là quan trọng, đó là cái màn hình hiển thị và cái card đồ họa, cái VGA, để làm gì? Để xử lý và để chiếu những cái khung hình mà nó xử lý lên trên cái màn hình mà các bạn đang nhìn thấy, được chưa? Thì các bạn thường khi mà đi build máy tính để chơi PC, để chơi game ấy, các bạn sẽ chọn những cái màn hình, gọi là chúng ta sẽ có một cái khái niệm, đó là
60Hz, 75Hz hay là 144Hz, 200Hz, tức là cái tốc độ làm tươi của màn hình đúng không? Đó là với cái màn hình thì chúng ta sẽ có cái khái niệm là Hz, viết tắt là Hz đúng chưa? Còn với game thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm khác là FPS, tức là gì? Cái khung hình trên giây, frame rate per second, được chưa? Tức là gì? Trong một giây đó thì con game đấy nó cho ra được bao nhiêu cái khung hình đúng không? Còn bên cái màn hình kia là trong một giây đấy, cái màn hình đấy nó có thể chiếu được bao nhiêu cái khung hình lên trên cái màn hình đấy. Thì nó sẽ thường xảy ra một cái hiện tượng như này này. Bạn có một cái màn hình 60Hz nhưng bạn lại chơi một cái con game nó hỗ trợ lên đến là 100fps đúng chưa? Khi đó cái màn hình này nó sẽ không thể hiện thị hết 100fps bởi đơn giản nó chỉ có 60Hz thôi đúng không? Thì cái lúc này chính là cái lúc vào việc của vi sinh. Thì vi sinh nó làm gì? Nó cân bằng giữa cái tốc độ khung hình và cái tốc độ làm tươi của màn hình. Nếu như mà cái khung hình cao quá nó sẽ kéo xuống thấp hơn để vừa với cái màn hình đó. Nếu như mà cái màn hình nó cao quá đúng không thì nó sẽ kéo xuống để vừa với các tốc độ của khung hình. Tức là ví dụ nếu các bạn có một cái màn hình 60Hz mà bạn chơi một con game 100fps thì thực ra các bạn chỉ trải nghiệm được là 60fps mà thôi. Bởi vì cái màn hình đấy nó chỉ có 60Hz thôi đúng không? Tương tự như vậy, nếu các bạn chơi một con game mà 60fps mà các bạn đang chơi trên một cái màn hình là 144Hz thì đơn giản bạn cũng chỉ trải nghiệm được là 60fps mà thôi. Thì đấy chính là cái lúc mà vi sinh nó vào việc và nó cân bằng giữa hai cái việc là cái tốc độ làm tươi của màn hình cũng như là cái frame rate của cái card đồ họa tạo ra xử lý con game. Đó. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số đáp gaming ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào liên quan đến game mobile, game PC, game console, những thắc mắc về tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới game, đừng ngần ngại mà đặt câu hỏi bên dưới mỗi video nhé. Tôi sẽ cùng với anh em trả lời trong các số đáp tiếp theo. Và chúc cho anh em sẽ sớm được lên sóng. Nhớ nhấn subscribe cho Toại nhớ thấy hay nhé. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.